À quên, không nói. Giá của cây đàn này là 410 triệu. Nếu mà không nói đến giá thì đôi khi chúng ta cũng không biết là âm thanh nó như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ chúng ta đều bị thao túng tâm lý. Khi đã nghe đến một cây đàn kiểu giá hàng trăm triệu thì nó phải hay. Không nói như... Xin chào, lại là mình Haketo đây. Hiện tại mình đang ở shop nhạc cụ Linh Nhi, địa chỉ 145 Hào Nam. Và trong video hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một số dòng đàn cao cấp của Masaru Kono và Masaki Sakurai. Masaru Kono là một nghệ nhân làm đàn cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản và chuyên về dòng guitar classic. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào studio và xem những cây đàn cao cấp này nhé. Ok, hiện tại mình đang ở trên studio và trước mặt mình có 7 cây đàn. 7 cây đàn mình giới thiệu ở đây đều thuộc về thương hiệu Kono, nhưng mà tên của chúng sẽ hơi khác nhau một chút. Có một số cây sẽ là Masaru Kono và một số cây sẽ là Masaki Sakurai. Masaru Kono là người lập ra thương hiệu Kono, là một thương hiệu cực kỳ được yêu thích và được ưa chuộng ở Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ không để cho các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ đến với các cây đàn đầu tiên, đó là Masaru Kono Concert, được sản xuất vào năm 1988 và có giá là 65 triệu. Mình sẽ quay một vòng nhá. Các bạn thấy đằng sau đây là gỗ rosewood và ở mặt trước là gỗ vân sam. Và nếu mà các bạn để ý thì có một cái làm nên đặc biệt của dòng đàn Kono là có hai đường viền chỉ cần. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hai đường đen này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử âm thanh nhá. Toàn bộ âm thanh ở đây là mình sẽ không chỉnh sửa, mình thu bằng mic trực tiếp ở đây và các bạn tốt nhất là nên đeo một cái tai nghe để nghe được các giải âm của nó nhá. Cây hàng cũ đã qua sử dụng rồi, bởi vì nó cũng được sản xuất từ năm 1988, nên là nếu chúng ta tinh, chúng ta nhìn được cái sự từng trải của cây đàn này. Ví dụ trên cần đàn sẽ có một số những cái vết xước nhưng mà không đáng kể lắm. Khóa đàn này cảm giác mạ vàng nhá. Cây đàn thứ hai mình có cơ hội được trải nghiệm ngày hôm nay đó là Masaru Kono Pro R, được sản xuất vào năm 1987 và được bán với giá 75 triệu. Và cây đàn này đây, yo. Vẫn là cần đàn đặc trưng của Masaru Kono, các bạn sẽ thấy là có hai viền chỉ. Cây này có cấu hình giống hệt cái cây trước các bạn vừa được xem, đó là đằng sau cũng là gỗ rosewood, ở trên cũng là gỗ vân sam. Và bây giờ chúng ta sẽ thử test tiếng xem nó có gì khác nhau nhé. Cảm thấy nó đầm hơn đấy. Mình thấy cây này tiếng nó già hơn và nó đầm hơn so với cả cây trước. Các bạn thấy thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cây đàn tiếp theo, đó là Masaru số 30 và được sản xuất vào năm 1981, được bán với giá là 95 triệu.
Cây này thì mình thấy là cũng không được mới bằng hai cây kia. Cây này có một cái đặc biệt đó là mặt lưng và hông làm từ gỗ cẩm Brazil Jacaranda. Nó sẽ cho ra chất âm khác với cả hai cây kia, đó là gỗ rosewood. Còn mặt top thì vẫn là gỗ vân sang. Đằng sau vẫn là có hai chỉ là đặc trưng của Kono. Bộ khóa cũng đều giống nhau. Bên trong này có ghi Masaru Kono Luthier và có chữ ký của Kono và với cả cái series là số 30. Và bây giờ chúng ta sẽ thử âm thanh nhé. Ồ, cây này là ra cái âm trầm nó sẽ tối hơn này, nghe nó chắc hơn. Có thể lý do là đến từ cái gỗ mặt lưng hông cho nên nó ra chất âm khác. Cùng hợp âm đấy mình thử chơi lại với cả cây 75 triệu nhé, các bạn sẽ thấy cực kỳ khác. Cây 75 triệu mình đang cầm, các bạn sẽ thấy dải âm nó sẽ khác này. Nó sẽ nổ hơn ở cái những cái dây ở phía cao này, nghe sáng, tròn. Còn cái này sẽ mang một cái âm kiểu của thời gian, âm thanh của thời gian. Mình nghĩ cây này là những ai thích cái màu kiểu rêu phong ấy, màu vintage một tí thì sẽ thích cây này hơn. Còn hai cây vừa rồi là cây 65 triệu và cây 75 triệu sẽ cho ra âm thanh nghe trẻ trung hơn. Đây là ý kiến riêng của mình. Các bạn thấy sao? Hãy để lại comment nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cây tiếp theo. Cây đàn số 4 nằm trong danh sách mình được trải nghiệm ngày hôm nay, đó là Masaru Special và được sản xuất vào năm 1992, bán với giá 110 triệu. Yo. Để nói về cấu hình của cây này thì cũng khá giống với cả cây trước các bạn vừa được coi. Đằng sau là gỗ cẩm Brazil Jacaranda, còn mặt trước thì lại là gỗ spruce. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chất âm nhé. Có cảm giác là những cây mà càng đắt tiền thì nó sẽ cho ra âm trầm nghe nó càng vững chãi hơn. Thích cây này hơn là cây 95 triệu. Với cả bấm nó cũng dễ hơn nữa. Cây này cái chất âm nó khá là giống với cả cây trước. Nó sẽ cực kỳ thích hợp để chơi những cái bài nhạc ở giọng thứ trầm buồn, la thứ chẳng hạn. Đấy, các bạn nghe thử. Re thứ này. Mi. Kiểu nhạc trịnh. Cây đàn tiếp theo của chúng ta đó là Sakurai Kono Special và được sản xuất cực kỳ mới năm 2022, tức là vừa mới năm ngoái, và được bán với giá 175 triệu. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì gỗ đằng sau là gỗ Madagascar và gỗ mặt top là gỗ spruce. À, ở đây có một cái hay, đó là khóa đàn đã được thay thế theo kiểu phong cách này là phong cách tối giản, không có vằn vện, không có hoa lá cảnh như những cái dòng 198 mấy như các bạn vừa xem nữa, mà đây là trơn luôn. Nó tạo ra cảm giác kiểu wow, uy lực phết nhỉ. Bây giờ sẽ là âm thanh nhá. Cây đàn này là nó sẽ mang lại cái cảm giác là hiện đại.
âm thanh nó mang hơi thở của cái thời đại bây giờ hơn. Nó nghe nó tươi hơn. Cái đàn này có một cái mà mình thích, đó là cái âm trầm nghe rất là mềm, nghe êm. Nó khác với cả những cái cây vừa rồi mình vừa chơi. Cái cây số 3 và cây số 4 nó tạo cảm giác hơi tối. Còn cây số 1, cây số 2 nó tạo cảm giác nó khá là non trẻ. Bởi vì mình rất là thích cái âm trầm của cái cây đàn guitar, cho nên là mình hay nói về âm trầm. Thì cái cây này nó tạo cho mình cảm giác nó ổn định nhất từ trước đến giờ. Rất dễ luôn. Vậy là từ đầu clip đến giờ là chúng ta đã trải qua 5 cây đàn tất cả. Cây đầu tiên là 65 triệu, cây thứ hai là 75 triệu, cây thứ ba là 110 triệu, 95 triệu, cây thứ tư là 110 triệu và đang ở cây số 5 là cây 175 triệu. Chúng ta còn 2 cây nữa, đó là cây số 6 có tên là Masaru Kono Maestro, được sản xuất vào năm 1986 và được bán với giá 200 triệu. Một cây đàn được sinh ra vào năm 1986 là hơn mình tận 3 tuổi. Tức là lúc mà cây đàn này được làm ra 3 năm thì mình mới sinh ra đời. Em chào anh ạ. Anh số 1, anh số 2 cũng em chào các anh ạ. Mặt sau cầm Brazil Jacaranda, nhưng mà màu ở đây có vẻ là còn tối hơn, đúng không? Nó còn đậm hơn là cây 1987, 1986 vừa rồi. Mặt trên là mặt gỗ vân sa và đàn vẫn theo phong cách cổ điển. Ôi, ở đây anh thích cái dây này không? Đàn này có một cái âm rất đẹp đến từ cái giải âm của dây Ray này. La cũng đẹp này. Dù có tuổi đời lên tới gần 40 tuổi nhưng mà mình thấy là bạn này vẫn rất là mới. Bởi vì là theo như mình thấy chỉ có một vài vết xước nhỏ nhỏ ở trên cần đàn, không đáng kể lắm. Phải nhìn thật tinh, kiểu phải nhìn rõ là mình thấy được cơ. 200 triệu và chúng ta sẽ xem còn cây đàn nào còn đắt hơn cây đàn này nữa không nhá. Chúng ta sẽ đến với cả ông trùm trong cái danh sách đàn ngày hôm nay. Masaki Sakurai, kỷ niệm năm thứ 77 của Masaki Sakurai. Masaki Sakurai, như mình nói ở đầu video, là người kế nghiệp của ông Masaru Kono, thì bây giờ đã là 79 tuổi rồi. Và cây đàn này được làm từ 2 năm về trước, rất mới. Các bạn có thể nhìn thấy sự đặc biệt nó nằm ở cái cần đàn. Mình xoay một vòng cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn thấy nó nổi lên không?
Chính xác luôn. Mình không biết đây là một phong cách làm đàn mới hay là có cái gì tính toán của khoa học âm thanh ở đây không, nhưng mà nhìn vào đã thấy nó ấn tượng và mình cảm giác là số lượng của cây đàn này nó cực kỳ hạn chế. Và đúng như vậy, bởi vì theo như thông tin của nhà sản xuất thì chỉ có 20 cây đàn này được sản xuất ra trên thế giới. Lý do là loại gỗ được làm cho cây đàn này là loại gỗ cực kỳ hiếm. Đó là gỗ Brazil Jacaranda 300 năm. Có một cái đặc biệt nữa của cây đàn này, đó chính là khảm hoa anh đào ở đây và thậm chí là ở trên đầu đàn. Nhìn một cái đã biết đó là đàn Nhật Bản rồi đúng không? À quên, không nói. Giá của cây đàn này là 410 triệu. Nếu mà không nói đến giá thì đôi khi chúng ta cũng không biết là âm thanh nó như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ chúng ta đều bị thao túng tâm lý khi đã nghe đến một cây đàn kiểu giá hàng trăm triệu thì nó phải hay. Không nói nhiều. Trên bộ khóa chúng ta có thể nhìn thấy được số 77 cùng với cả hình hoa anh đào đang tung bay rất đẹp. Bên trong có dòng chữ Konogita Manufacturing Tokyo Japan, model kỷ niệm thứ 77 Maestro RF10. Ở trong có cả chữ ký của em Sakurai, được sản xuất năm 2021. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, đó là chúng ta sẽ thử hợp âm của cây đàn này và so sánh với cả một loạt những cái cây đàn mà mình vừa mới chơi vừa rồi. Mi thứ, Đô, Si. Sẽ không nói đến cái việc là chúng ta nên mua cây nào nhất ở đây, bởi vì tất cả những dòng đàn này có đàn cũ và có đàn mới, nó tùy thuộc vào cái thị hiếu và cái mong muốn cũng như là cái quỹ tài chính của mỗi người. Có người thích sưu tầm đàn, có những người thì lại thích một cây đàn để mà luyện tập lâu dài. Đôi khi bạn yêu đàn quá, bạn muốn có một cây đàn ở nhà để bạn ngắm. Mỗi người sẽ tiếp cận guitar với một lý do khác nhau. Qua video này bản thân mình sẽ thấy là thế giới đàn cổ điển nó rất là bao la. Trong cái video lần trước mình làm cùng với cả shop nhạc cụ Linh Nhi, cây đàn lần trước là lên tới 250 triệu, mình đã kiểu wow lắm rồi, bảo wow tại sao đàn cổ điển nó lại mắc tiền thế. Thì hôm nay mình được chứng kiến cái cây số 77 kia là tận 400 triệu. Một sự dã man không hề nhẹ. Có thể nói là những cây đàn này nó không còn dừng ở âm thanh nữa, mà nó còn là đẳng cấp của việc được sở hữu nó, được chơi nó. Và mình rất là cảm ơn shop nhạc cụ Linh Nhi hôm nay đã tạo điều kiện cho mình. Các bạn có thể truy cập vào website nhacculinhnhi.com hoặc là đến thẳng shop ở 145 Hào Nam để tận tay trải nghiệm những cây đàn đang ở trước mặt mình ở đây nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video trải nghiệm shop đàn sau. Bye bye.